Lát nữa anh cố gắng em lấy cái mũi cho anh nha. Cái mũi anh nhiều rồi. Để cố gắng xíu. Chúng bên nhà, bên em lấy nhẹ nhàng nhất có thể cho anh rồi. Từ nãy giờ không cố gắng hả? Ý là em nói riêng cái vùng mũi á, thì nó sẽ hơi không được dễ chịu hơn mấy cái vùng khác một xíu á. Lưu ý mấy cái dây nhờ này là phải xong kỹ, thiệt kỹ nè. Hút phải chục cái ống. Nãy hút có ống đúng không? Hả? Rồi ai hút? Nãy giờ quá trời luôn. Dầu không à? Rửa thì rửa cho kỹ tí. Điều sử mặt thế xong lâu.
không có như này, nhờn quá trời. Tự con xà gãy sống mũi thôi chứ gì. Mũ thiệt mà đúng không? Mũ thiệt. Gắn xíu cho nó sạch. Em làm xong rồi da anh sẽ sáng trắng đẹp trai luôn. Ừ. Cắt được nước mắt rồi.